Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai dự đoán tỷ số đại chiến Việt Nam với Thái Lan. Trả lời phỏng vấn trên trang Matichon, huấn luyện viên Dusit Chalasan phân tích, trận bán kết lượt đi đội tuyển Thái Lan phải chơi thật an toàn, chặt chẽ nhưng vẫn biết cách tạo ra cơ hội. Nếu chúng ta có cơ hội ghi bàn, hãy tận dụng thật tốt. Các tuyển thủ nên làm bất cứ điều gì có thể để không bị thua. Tôi tin tưởng vào tiềm năng của các cầu thủ đội tuyển Thái Lan. Họ có thể giành chiến thắng trong hai lượt bán kết, nhưng tỷ số có lẽ sẽ không cao. Tôi dự đoán 1-0 cho Thái Lan ở cả hai trận là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dusit Chalasan là một trong những nhân tố gắn liền với thời kỳ vàng son của Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn 2003-2011 trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ông góp công lớn trong hành trình xưng vương của đội bóng phố núi ở V-League 2003 và 2004. Sau đó, khi quyết định giải nghệ, cựu tuyển thủ Thái Lan tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Pleiku với tư cách trợ lý và cả huấn luyện viên trưởng. Hiện tại, huấn luyện viên Dusit đang dẫn dắt câu lạc bộ BG Batum United thi đấu tại Thái Lịch. Thế nên ông rất am hiểu về cả hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam đã phát triển rất nhiều so với thời tôi còn là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đặc biệt là nhiều cầu thủ đang đạt phong độ đỉnh cao như Nguyễn Công Phượng. Nhưng với sự hiểu biết về hai nền bóng đá, cá nhân tôi vẫn đánh giá Thái Lan nhỉnh hơn, đặc biệt với sự góp mặt của Chanathip, Songkrasin và Therathun Bunmathan, những người đã có kinh nghiệm thi đấu tại J1 League.